Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng có thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Mosu đây. Ủa, anh em mời nhiều thế nhỉ? Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với mọi người tìm hiểu một cái tính năng ở trong game, đó chính là tính năng đấu giá các bạn. Đấy, cái tính năng đấu giá thì nó đơn giản lắm. Nói chung là các bạn sẽ mang một cái vật phẩm đã được mở khóa để mang đến đấu giá ở trên này. Đấy, các bạn chỉ mang đăng bán thôi, sau đó là sẽ có người mua. Nói chung là những cái đồ như này thì anh em có thể kiểu rớt ra được thì mang bán, không thì đa phần tôi nghĩ là mọi người sẽ đăng bán cái tài nguyên là chính. Đấy, đạo cụ thì đúng hơn, đá, mà đá là chủ yếu, còn đá là chủ yếu. Đá thì nó có tất cả các loại, mỗi loại thì có giá cả khác nhau, nhưng mà đá 2 thì mình không rõ lắm, nhưng mà từ đá 3 thôi, mình thường nghĩ là bán từ đá 3 đổ lên. Đá 3 thì giá của nó, giá của nó mấy ông 1 triệu đắt thôi nhỉ. Giá của đá 3 thì nó rơi vào độ tầm khoảng 300 đến 350. 300 đến 350 xu. Nó sẽ tùy vào server. Nó tùy vào server chứ không phải server nào nó cũng như nhau. Nhưng mà giá thường dao động từ 300 đến 350. Đá 4 thì giá dao động từ khoảng 1.200 cho đến 1.500. Còn đá 5 thì nó sẽ dao động từ khoảng 7.200 cho đến 7.500. Đấy là giá xu, xu không khóa ấy. Số không khóa của các loại đá đã bán trên này. Đấy, sơ lược về các loại đá thôi. Đấy, còn thằng đá 4 này. Đấy. 1.420. Đấy, có người mà. Nói chung là sau khi mà các bạn đăng bán thì khi mà các bạn ấy về ấy, thì nó cũng bị khấu trừ đi một số phí nhất định khoảng vài trăm. Đấy, với những cái giá trị cao. Đó. Sơ qua về đá. Ui, cùng bán đá 5 kìa. Trời ơi. Đấy. 7.200 này. Giá chót 7.200 này. Rồi, ok, đấu giá thì anh em dễ hình dung rồi. Nói chung là từ một cái giá khởi điểm chúng ta cứ đấu lên thôi. Nếu như ông nào là người đấu giá cao cuối cùng thì người đấy sẽ là người mua được, đúng không? Tuy nhiên ấy thì để tránh cho trường hợp là mua đứt, để tránh cho cái trường hợp là bị người khác mua mất thì thường mọi người thường chọn cách mua đứt. Ví dụ như là giá khởi điểm của nó là 6.000 chẳng hạn, nhưng mà giá mua đứt là 7.500 chẳng hạn thì họ ném phát 7.500 để mua đứt luôn. Đúng không? Đấy cũng là một trong những cái cách để mọi người có thể, những anh em như kiểu mình chơi không nạp có thể kiếm được xu đấy, bằng việc là buôn bán cái tài nguyên, đó chính là cái đá cường hóa. Đấy, buôn bán đá cường hóa. Tất nhiên là cái này nó sẽ có một cái lưu ý quan trọng. Cái này thì sẽ là dành những anh em nào chưa từng chơi game mà không biết đến tính năng này thôi. Đấy, đó là muốn đấu giá được các cái vật phẩm thì các bạn sẽ phải mở khóa nó trước. Đấy, mở khóa bằng cái nào? Bằng cái này. Đây là đá mở khóa, các bạn có thể mua nó trong shop bằng xu, và tất nhiên nó là xu không khóa, hoặc là các bạn có thể làm event. Đấy, làm nhiệm vụ event sự kiện này. Đây, dễ dàng thì có thể đổi được nó, đúng chưa? Rồi, ok, sau khi mà các bạn bấm vào dùng thì các bạn sẽ được chọn để mở khóa những cái vật phẩm mà các bạn đang bán. Đấy, đây có trang bị đạo cụ, thời trang, châu báu, nguyên liệu. Đấy, bây giờ thì có đá này. Đây là đá 2 các bạn. Sẽ tốn một đá để mở. Đấy, một đá giải ấn. Sau khi giải ấn xong thì các bạn có thể mang đi để mà đấu giá. Kinh nghiệm nhiều lần. Đấy, kinh nghiệm của mình khi mà anh em mở khóa ấy, thì tốt nhất là sau khi các bạn mở khóa, các bạn vui lòng không thoát game. Các bạn mang đi đấu giá luôn. Sau đó là thoát game thì hãy thoát, chứ còn đừng thoát game giữa chừng sẽ gây ra một số những cái vấn đề mình nghĩ là lỗi. Đấy, anh em nên là như thế. Tất nhiên là sẽ không có phải là loại đá nào các bạn cũng có thể mở khóa được. Đó, nhưng mình đây mình có 3 viên đá 4. Đó, nhưng mà mình lại không, nó lại sau bấm phần mở khóa thì nó lại không có. Lý do là vì gì? Lý do vì nó sẽ phân đồ ra làm hai loại. Một là quà tặng. Hai là loại quà bị khóa. Quà bị khóa là những quà lấy từ đâu? Quà tặng là những quà lấy từ đâu? Quà tặng là những cái vật phẩm các bạn lấy được từ các cái event. Ví dụ như này nhé. Các bạn đi sự kiện này. Đấy. Các bạn đổi đá ở đây này. Đá ở đây là quà tặng. Đó. Các bạn nhận được code này. Nhận được quà đền bù của nhà phát hành này. Nó là quà tặng. Đấy. Còn như thế nào thì mới là tổ kiến ma 14.000 lực chiến mà ông mời hả? Thôi để tí nữa tôi đi nhá. Còn những cái đá mà các bạn đi ải, cài ải phụ bản,
cái phó bản mà lật thẻ ra thì nó là đồ khóa đấy, cái vật phẩm đó gọi là vật khóa, thì nó sẽ phân ra như thế này. Sau đó các bạn nếu như trong cái trường hợp ấy mà các bạn gọi là dung luyện đồ mà nó toàn là đá khóa thì nó sẽ ra viên đá tiếp theo là viên đá khóa. Ví dụ ở dung luyện toàn đá một là đá khóa thì đá hai sẽ toàn là sẽ ra một viên đá hai khóa. Tuy nhiên nếu như là dung luyện đá quà tặng thì sẽ ra đá hai là quà tặng. Nhưng nếu ở trong cái lần dung luyện ấy mà các bạn có đá quà tặng bốn cái viên đá này mà trong này có một viên đá quà tặng thì đá hai này sẽ là đá quà tặng đấy. Nên là tránh cái trường hợp đấy thì tốt nhất là các bạn có đá dư thì các bạn có thể đập hết, hoặc là các bạn đá quà tặng dư ấy thì có thể đập hết, hoặc là các bạn nâng cấp đi đấy, sau đó các bạn mới bắt đầu đi farm đấy, để lấy được trọn vẹn những cái viên đá lẻ, những cái đá lẻ là đá khóa, sau đó các bạn nâng cấp nó lên rồi mang đi bán đấy. Đấy là cái mà mình lưu ý cho mọi người. Thật ra ấy, là cá nhân mình thì mình thường dung luyện đá khóa riêng và đá 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 không khóa riêng đấy, đá quạt tặng riêng, nên là mình chưa bao giờ mình trong cái tựa game này mình chọc thử cái việc là dung luyện hai loại đá cùng một lúc, bởi vì như vậy nó sẽ có tỷ lệ rất là toạch, nên là mình không dám làm đấy, trước giờ mình không dám làm, chỉ dư lẻ một lẻ hai thì mình mới mới làm thôi, còn không là mình cứ chọn số lượng là mình dung luyện chuẩn đấy. Đấy là một số cái lưu ý cho mọi người về những cái mở khóa trang bị, kể cả là những cái vật phẩm khác cũng y hệt như vậy. Tất cả các vật phẩm trong game này đều có một cái cách tính như vậy, có loại là quà tặng, còn có loại đó là khóa đấy, thì chỉ có loại khóa thì các bạn mới có thể mở được đấy, sau đó các bạn mới có thể mang đi đấu giá, còn quà tặng thì không thể mở và cũng đồng nghĩa việc là không thể mang đi đấu giá được đấy. Đây là một trong những cái đấu giá, là một trong những cái chỗ để cho những người chơi người ta kiếm thêm thu nhập, kiếm thêm cái xu từ những cái tài nguyên mà họ cày ra, hoặc là những người như mình chẳng hạn, mình chơi game theo kiểu không nạp đấy, có người thích chơi game theo kiểu không nạp, có người là thật sự là không có điều kiện nạp thật, thì họ có thể kiếm được những cái xu khóa ở đây. Thật ra những xu khóa ở đây ấy, nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều trong cái việc cày game, đặc biệt là đôi khi ấy, nó có rất nhiều những cái hoạt động nạp, à không không quên, không phải nạp mà là sử dụng xu khóa để mua vật phẩm với có những cái vật phẩm nó có giá rất là rẻ, có giá rất là rẻ, những cái lần mà có những cái vật phẩm nó giảm giá sâu ấy để lên mua đá cường hóa ấy, giá rẻ lắm, giá có trước tôi thấy có mấy đồng hay sao ấy, mấy xu thôi đấy. Đấy những cái như vậy đó là những cái lợi thế cho mọi người. Đây mình có này, cái này là 99 đồng các bạn, 99 xu, 99 xu các bạn được 10 đá cường hóa. Ui 10 đá cường hóa này các bạn mang về các bạn đập. Ui từ từ nhá, 10 đá cường hóa là lên được hai viên đá hai, hai viên đá hai thì nó cũng không nên ra 99 viên đá hai thì nó cũng không nên ra 99, nếu như đấu giá thì đá ba nó là 300 mấy rồi đấy, thì được hai viên đá hai đúng không. Nếu như vậy thì trong cái dương này nó vẫn đắt, cái tỷ lệ 7% này nghe có vẻ nó vẫn đắt nhỉ. Mấy cái này chắc là để cho mấy ông top nạp thôi, chọn những cái gói mà nó giảm sâu hơn nữa ấy. Nó giảm sâu hơn nữa, tôi nhớ trước có gói có mấy đồng thôi các bạn ạ, có mấy xu thôi mà được đá cường hóa mà lại không có tiền để mà mua, thế mới cay chứ. Còn những cái kia thì các bạn bán, có thể anh em có thể gọi là đá nằm bán được 7.000 mấy. Ui thật ra là cái thời gian mà các bạn đi cày ải sau đó là các bạn tích lại thì nó cũng ngốn thời gian của các bạn rất là nhiều, tuy nhiên đó nó sẽ là một những trong những cái trải nghiệm game nó sẽ thú vị, chứ không 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 phải chúng ta sẽ không nói đến cái câu chuyện là mất thời gian như này như nọ đấy. Ok, trên đây là một cái chia sẻ của mình về một cái tính năng khá là hay ở trong game, mình nghĩ là tính năng này rất là cần thiết ở trong game đấy, và cũng như là giải thích một số những cái vật phẩm khóa để mang cái đấu giá ở trong tựa game này. Rồi ok, video ngày hôm nay thì mình sẽ phép kết thúc ở đây thôi, xin chào lại anh em các video tiếp theo, bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I.